Trong ngày 8 tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam đã đón nốt số cầu thủ còn lại như Đức Chinh, Tiến Dụng, Tấn Tài và Tấn Sinh lên tập trung sau khi họ cùng các câu lạc bộ chủ quản thi đấu xong vòng 3 V-League. Quân số hiện tại của U23 Việt Nam đã đủ 37 người, đúng như trong danh sách mà huấn luyện viên Park Hang-seo công bố vài ngày trước đó. Hơn thế nữa thì hôm qua cũng xem là một ngày cực vui của thầy Park, bởi một trong số cầu thủ quan trọng nhất mà ông nhắm đến như tiền đạo Tiến Linh, thủ môn Tiến Dũng, tiền vệ Thanh Sơn đã có thể quay lại tập luyện bình thường với các đồng đội. Bản thân trung vệ Đình Trọng cũng đủ khả năng để tham gia thi đấu đối kháng, thay vì là phải tập riêng với huấn luyện viên thể lực Park Sung-win. Lúc này thì U23 Việt Nam chỉ còn đúng 3 trường hợp bị chấn thương, đó là tiền đạo Trần Thành cùng các tiền vệ Hoàng Nam, Trọng Huy. Bộ ba này đã cùng với bác sĩ Tuấn Nguyên Giáp tập luyện trong phòng gym nhằm hồi phục dần các chấn thương. Nhờ lực lượng cầu thủ đủ dày mà chiều qua thì ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng có thể triển khai các đội hình thi đấu đối kháng. Theo tìm hiểu, thầy Park vẫn duy trì sơ đồ 3 trung vệ như thường thấy trước đó, nhưng căn cứ từ các tân binh đang có trong tay thì ông đang muốn thử nghiệm các biến thể đội hình như là 3-4-3, 3-5-2 nhằm tìm ra một bộ khung ưng ý, tận dụng được khả năng tốt nhất của các học trò. Trường hợp của thủ môn Tiến Dũng nằm trong số những thủ môn tốt nhất bóng đá Việt Nam, nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn đang đi tìm suất bắt chính từ câu lạc bộ cho tới đội tuyển. Sau vòng chung kết U23 châu Á với màn thể hiện xuất sắc tại Thường Châu, nhiều người đã tin vào một tương lai sáng lạn dành cho thủ môn Bùi Tiến Dũng khi trở về câu lạc bộ cũng như là trên đội tuyển. Và thực tế thì Bùi Tiến Dũng cũng đã lên một nấc thiên đường khi từ một thủ môn chưa mấy tiếng tăm trở thành một cái tên nổi bật hơn cả so với những đồng đội cùng lứa U23 năm 2018 là trên sàn quảng cáo với những hợp đồng tiền tỷ. Tuy nhiên về sự nghiệp, thủ thành người xứ Thanh lại không thật sự quá thăng hoa như là kỳ vọng khi mà không thể cạnh tranh vị trí chính thức ở câu lạc bộ, bất chấp là được tạo cơ hội khá nhiều. Đồng thời ở tuyển Việt Nam cũng chỉ có thể bắt chính khi huấn luyện viên Park Hang-seo không gọi Đặng Văn Lâm. Sang năm 2019, cơ hội tiếp tục mở ra với thủ thành điển trai này khi chuyển nhượng về câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng cũng giống như trước đó, ngoài chấn thương, Bùi Tiến Dũng lại gặp khó trong việc tranh chấp vị trí số 1 với đàn anh Văn Công. Đây thực sự là điều ngạc nhiên, bởi nếu xét về tài năng, Bùi Tiến Dũng được coi là tốt hơn so với người đồng nghiệp xứ Nghệ. Nhưng rất đen đủi cho thủ thành đến từ xứ Thanh khi Văn Công bỗng chốc lại chơi rất hay ở giai đoạn đầu tiên của mùa giải năm 2019 trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Để rồi lần nữa thì chỗ của Bùi Tiến Dũng cũng chỉ là khán đài hoặc là băng ghế dự bị. Ở đợt tập trung tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á tới đây thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định gọi tới 4 thủ môn trong danh sách 37 cầu thủ được triệu tập. Nhìn vào 4 thủ thành đang có trong tay thầy Park thì không khó để nhận ra so với cả Phan Văn Biểu, Ieli Lie, Nguyễn Văn Toản, thủ thành người xứ Thanh vượt trội hơn về cả danh tiếng lẫn về khả năng chuyên môn. Kinh nghiệm thi đấu chắc chắn sẽ giữ ở vị trí số 1 U23 Việt Nam. Chắc chắn là như thế, bởi vì người có thể lật đổ được Bùi Tiến Dũng duy nhất trong số các thủ thành ở U23 Việt Nam lúc này chỉ có thể là Phan Văn Biểu, khi mà đã có một năm khoác áo Đồng Tháp chơi ở giải hạng nhất được ra sân thường xuyên, còn lại đều là những thủ môn trẻ tiềm năng. Tuy nhiên như đã nói, thủ thành cùng xuất phát từ lò đào tạo PVF là Phan Văn Biểu cũng không dễ để được huấn luyện viên Park Hang-seo trao niềm tin khi anh vừa là tân binh vừa là có quá ít thời gian làm việc chung. Để vậy mới nói là Bùi Tiến Dũng sẽ là số 1 tại tuyển U23 Việt Nam tới đây. Tấm vé bắt chính sẽ được trao tận tay cho Bùi Tiến Dũng nếu thủ thành này không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Và đây cũng là cơ hội để thủ thành xứ Thanh thêm một lần nữa lên sóng, khẳng định tài năng của mình thay vì chỉ đồng hành với câu lạc bộ, với đội tuyển lựa chọn số 2, số 3 như là từng thấy. Hy vọng thì lần này Bùi Tiến Dũng sẽ nắm bắt cơ hội để trở lại với những gì mà người ta kỳ vọng sau vòng chung kết U23 châu Á hơn một năm về trước. Đến thăm thầy trò U23 Việt Nam tập luyện thì Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sau lời thăm hỏi động viên cũng đã chính thức giao nhiệm vụ cho toàn đội trong năm 2019. Trong năm nay thì bóng đá Việt Nam có nhiều mục tiêu quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải là SEA Games 30 và tôi giao nhiệm vụ cho huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò là phải giành được huy chương vàng SEA Games. Bao năm qua chúng ta không thể giành được tấm huy chương vàng này, người hâm mộ cũng rất kỳ vọng. Năm 2018 chúng ta đã giành nhiều thành công, năm nay tiếp tục phải phát huy. Và phát huy ở đây không chỉ là chuyên môn mà còn là tinh thần thi đấu fair play, ứng xử có văn hóa và thi đấu đúng luật,
tiếp tục tạo nên hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam để quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè thế giới. Bên cạnh đó, Bộ trưởng còn tận tình thăm hỏi và khen ngợi riêng đội trưởng Quang Hải. Quang Hải trong năm 2018 đã thi đấu trên mọi mặt trận, rất vất vả. Toàn đội hãy học tấm gương của Hải. Trở về từ Asian Cup thì Quang Hải cũng đã có được phong độ không tốt ở câu lạc bộ Hà Nội và đang được ban huấn luyện tạo điều kiện tốt nhất để nghỉ ngơi, phục hồi phong độ. Trước đó thì Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã giao nhiệm vụ giành huy chương vàng SEA Games 2019 cho huấn luyện viên Park Hang-seo tại buổi làm việc với lãnh đạo VFF, Hội đồng huấn luyện viên quốc gia và ban huấn luyện các đội tuyển xung quanh kế hoạch, mục tiêu cần phải phấn đấu đạt được trong năm 2019. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã khẳng định sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ban huấn luyện cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển, không riêng gì đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam tập huấn thi đấu. Các vấn đề cấp bách liên quan đến dinh dưỡng, trang thiết bị y tế, kỹ thuật và mời chuyên gia về làm việc sẽ được đáp ứng kịp thời và đầy đủ. Ngoài những tin vui nói trên thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò có những điều cần phải rất lo lắng vì thay đổi bất ngờ mang tên Pakistan. Á quân U23 Việt Nam có thể dừng bước ngay tại vòng loại trong một bảng đấu có cả Thái Lan và Indonesia. U23 Việt Nam chỉ có hơn 36% cơ hội đi tiếp nếu như không nhất bảng. Pakistan đã không tham dự khiến cho cục diện vòng loại U23 châu Á 2020 thay đổi một cách đáng kể. Do bảng F chỉ còn 3 đội, bảng xếp hạng các đội hạng nhì sẽ chỉ tính kết quả với đội hạng nhất và hạng 3 trong mỗi bảng đấu. Cụ thể thì với bảng K, nếu U23 Brunei đứng cuối bảng, đội nhì bảng sẽ chỉ được tính kết quả đối đầu giữa 3 đại diện Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Đây là bất lợi chung cho các đội ở bảng K vì U23 Brunei đến từ nền bóng đá xếp hạng 195 trên thế giới. Đội tuyển Đông Nam Á này rất yếu và lẽ ra có thể trở thành nguồn cung điểm số bàn thắng cho các đối thủ. Ở kỳ SEA Games 2015, U23 Việt Nam đã thắng Brunei với 6 bàn không gỡ. Vòng loại U23 châu Á 2020 có 11 bảng đấu. Chủ nhà Thái Lan cộng với 11 đội đầu bảng và 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết. Như vậy thì xác suất cho mỗi đội hạng nhì vượt qua vòng loại là hơn 36%. Nếu muốn chắc chắn giành vé đi tiếp thì U23 Việt Nam phải giành ngôi đầu bảng. Đây là nhiệm vụ khó khăn với cả thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai lần dự giải gần nhất hồi 2016 và 2018, U23 Việt Nam đều chỉ đi tiếp với tư cách là đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Trong trường hợp mà không thể đứng đầu, U23 Việt Nam sẽ phải nằm trong nhóm 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Đến đây thì việc Pakistan không tham dự giải đấu đã ảnh hưởng tới Việt Nam, bởi 3 đội còn lại là Thái Lan, Indonesia và Việt Nam đều là những đội bóng có thực lực mạnh. Thắng cách biệt Thái Lan hay Indonesia là một việc rất khó, nếu không thắng đậm thì cơ hội đi tiếp sẽ thấp đi rất nhiều. Ở vòng loại năm 2018, U23 Thái Lan và U23 Syria là hai đội hạng nhì có được 4 điểm, hầu hết số còn lại chỉ được 3 điểm. U23 Việt Nam năm ấy vượt qua vòng loại nhờ hiệu số dương 3, điều này rất khó lặp lại vào năm nay, cũng vì hiệu số bàn thắng bại mà U23 Iran và UAE không thể dự vòng chung kết năm ấy dù đã giành ngôi nhì bảng. Tại SEA Games năm 2017, U23 Việt Nam của Quang Hải và Bùi Tiến Dũng bị Indonesia cầm hòa 0-0 và thua Thái Lan với tỷ số 1-3. 4 lần gặp nhau gần nhất thì U23 Việt Nam chỉ thắng Thái có 1 lần. Dù bối cảnh hiện tại đã khác trước rất nhiều, bảng K vẫn chắc chắn sẽ là một bảng vô cùng khốc liệt. Muốn chắc được suất đi tiếp thì U23 Việt Nam phải giành ngôi đầu bảng, bằng không thì cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ là hơn 36% mà thôi. Một thông tin nữa cũng được người hâm mộ khá quan tâm. Mới đây thì ban tổ chức và VFF đã công bố giá vé vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tháng 3 này. Như vậy thì các trận đấu của U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á 2019 sẽ được bán với 4 mệnh giá gồm có 150.000 đồng, 200.000 đồng, 250.000 đồng và cao nhất là 300.000 đồng cho mỗi tấm vé. Trong đợt bán vé này thì VFF tiếp tục triển khai hệ thống trực tuyến và không bán lẻ tại quầy theo cách truyền thống. Để thuận tiện cung cấp vé đến tay người hâm mộ thì VFF sẽ hợp tác với hai đơn vị khác nhau nhằm đảm bảo sự thuận tiện cho khán giả có nhu cầu đặt vé. Người hâm mộ có thể truy cập vào các trang web vébongdaonline.vn hay là vébongdaonline.com.vn hoặc là vébongda.vff.org.vn để đặt vé.
và hệ thống sẽ mở cửa đặt vé từ 12 giờ ngày 10 tháng 3 đến 12 giờ ngày 19 tháng 3 hoặc là đến khi hết vé. Ở vòng loại U23 châu Á 2020, tuyển U23 Việt Nam nằm ở tại bảng K với các đối thủ là Brunei. Chúng ta sẽ thi đấu với Brunei vào ngày 20 tháng 3 và thi đấu với Indonesia vào ngày 22 tháng 3 và cuối cùng là chạm trán với Thái Lan vào ngày 26 tháng 3. Tất cả đều diễn ra trên sân Mỹ Đình. Vòng loại tại bảng K sẽ diễn ra trong hai khung giờ là 17 giờ và 20 giờ tại sân Mỹ Đình. Trong đó thì cả 3 trận đấu của U23 Việt Nam đều diễn ra vào lúc 20 giờ.